Hạnh xin chào ông bà, cô chú, chị bạn. Giờ Hạnh đến nhà của chị bé Tư với anh Ngữ. Hôm nay thì đội thợ của Hạnh lại làm cái nền cho anh chị. Không gài vô mùa mưa đó, bảo nên công trình tiến độ của mấy anh em sẽ chậm lại. Thì những ngôi nhà này kéo dài thì những ngôi nhà sau nó cũng kéo dài luôn. Thì Hạnh có quay clip lên thì Hạnh cũng mong ông bà, cô chú, chị bạn thông cảm cho Hạnh đó. Tại sao mà làm ngôi nhà lâu quá? Tại vì mưa bão, mưa ngày mưa đêm nên nước ở ngoài ruộng nó dâng lên như là mùa nước lũ luôn. Rồi không gài mưa bão đó thì nước ở ngoài ruộng là dâng lên nước như nước lũ là về vậy đó. Thì hôm nay đội thợ của Hạnh lại làm cái nền nhà cho chị. Không ngờ cái nhà này xây mấy lần mà chưa có là làm hoàn thành đó. Giờ Hạnh mời ông bà, cô chú, chị bạn vào trong cùng xem mấy anh thợ làm nền nhà cho gia đình của chị bé Tư. Rồi chào Khiêm, có chỗ này chọn trên sân này im ha. Đây cái nền của chị nè, xung quanh thì ngập hết tình hình, Hạnh làm phải cao ráo vậy nè, Hạnh cho tránh bị ngập nước luôn. Rồi chào mấy anh em. Cái nền thì mấy hôm trước thì mấy anh em làm le đá 46 xuống cái nền rồi nè, mà trời mưa quá nên Hạnh không có quay được á, rồi vô cát rồi làm le đá. Rồi hôm nay thì ghém cái nền đặng lót gạch. Mấy anh Phương kéo rồi nè. Rồi đây là con của vợ chồng ảnh nè. Rồi cô chào con nha. Dạ chào con. Con tên gì? Dạ con tên Dữ. Tên Dữ? Dạ. Dữ mà có Dữ không? Ừ. Thấy hiền khô, thấy khuôn mặt hiền nha. Đặt tên cho người ta sợ mà. Rồi em gái tên gì? Dạ em con tên Bé Dình. Dữ Dình. Dạ. Gấp lại là giữ gìn đó. Cao đây là nít. Giờ đi làm, giờ thất nghiệp á, nên không có làm được gì thêm, về quê hết rồi. Nền này làm cao mà xung quanh thì ngập nước hết trơn, là chưa có mùa lũ về mà ngập hết rồi. Mình có xe gù hả? Đẩy vô đi bên đây mình kéo được kịp không? Có ai kéo đâu. Có anh kéo hả? Vô cái nền này chắc làm chắc đây tới chiều mưa luôn quá. Tranh thủ làm tới đâu mình đẩy tới đó. Giờ vô bão rồi nè, những ngôi nhà lốc xoáy đó. Tóc banh hết trơn luôn. Liễu banh trơn á. Nào này là hết sạch nước rồi ha. Dạ. Chị mai đi làm đó cô. Ồ kéo xuống đây một lớp này dữ vậy đó hả? Này kéo ra ngoài luôn được chưa? Ra ngoài đi cũng đốt. Ra ngoài luôn. Đó, họ kéo trên xuống dưới nữa. Cạo ra nữa. Đẩy tút vô trong luôn. Đẩy tút vô trong rồi đẩy lằn ghém dài ra kia. Để như bên đây vậy nè. Chỗ này dư rồi sao không cho kéo vô? Họ kéo thì xuống góc lỗ nữa. Gia đình đâu hết chắc đi chạy thận rồi quá. Hôm nay chủ nhật đâu hết. Ủa mẹ cha con đâu? Mẹ cha con đi sớm rồi. Nên là hôm trước mình lâm le với mình ra. Nó nên giờ nó cứng rồi nè ha. Yeah,
Rồi mấy anh thợ của Hạnh thì rém cái nền xong rồi nào bắt đầu chuẩn bị chải gạch ra đặng lót cái nền nhà. Giờ đang vô mùa mưa bão nè, chuyển mưa mịt mù hết trơn, tranh thủ làm. Rồi chưa, xuất phát chưa? Rồi, rồi. Màu gạch da gỗ này bóng quá ha. Bưng kìa, bưng cái thùng gạch dài dưới phía sau, phía ngoài cho chú Cường chảy ra nhanh. Nãy giờ mấy em ghém xong, giờ lót gạch cái nền nhà nè, khởi công nha. Rồi, không có ai mà liên đá gạch tới đây quá trời. Ừ. Nhẹ nhẹ không tính cái riêng này sao nó mẹ đậu cảnh trên này. Mẹ nữa hả? Chắc chở xe nè. Đem qua bên kia đi, ở đây chắc đủ rồi đó. Đem qua bên kia đi, giữ. Nghe tên sợ quá ha. Lụ người tứ người thì thỉnh cố vô, phương sao thì còn phút sao. Chế xuống là nó hết liền rồi, nó sệt sệt đi cho nó nhanh. Mình phải đóng ra nha. Để cho chính xác thôi. Có gì đâu. Còn làm gì thằng hùng. Ừ. Nó hơi lệch chút xíu thôi. Làm gì thằng hùng. Đẹp rồi đó. Nói chung một người lót là đẹp lắm. Ừ. Đừng hai người chống. Hai người là phải chụp nhau rồi nè. Rồi. Tắt rồi. Rồi. Có bị không? Rồi. Rồi. Như gạch của mình nó đẹp vậy nè, bóng. Bây giờ cái tình đầy kìa. Anh xuống cái là hết hết liền ha.
chừng nào không kịp nói lên nghe, la lên nghe. Thôi tới là lễ luôn được rồi ha, chưa sau này gì nữa. Rồi để dài bên kia, để phía sau đi. Giờ ra trước lại. Trước rồi đó nghe ông Phương. Ngồi nó đi. Trời, nó hết chữ gì vậy? Nói đường rồi, hẹp đường. Hẹp đường. Mới bóp gì mua nửa cái đường chỉ cơm. Trời, hồi vô nhà cho nửa cái đường luôn. Sao? Sao có cái đường? Bán cơm muối ớt. Thằng nào đem trắng cốm ớt. Muối ớt mình dễ ăn à. Đường ăn thấy sao ngon ngán ngán chứ. Chén muối ớt bào cũng chết rồi đó. Dễ ăn hơn đường cái gì nữa. Được chưa? Rồi đó. Còn mua hết nữa rồi đó. Đó, sắp hoàn thành ngôi nhà lớn. Wow. Bằng trang hay cái nền lót cái đẹp quá ha. Bữa này vô khi cố lên đuổi tay không Phương biết gì nghĩ không gà cái quấy gà bữa nay là làm gì giãn gân giãn cốt thôi không gà mập lên thêm nữa gì đâu không gà bão mưa quá luôn mà là phải đi ra ngủ đi dài dài là nước ngập hết trơn mấy cái sân á vòng vòng ngoài ruộng kiếm cá hay gì cá tháng này là ăn cá đồng là nhóc ha
con con dịch đẻ ra vớt vậy nó chừng 20 con ốc. Trời. Đó có một mà ra kia vớt nấm gơm á. Rồi. Ra lên lên thái à. Giữa á. Nó vô thái thôi. Thái sao? Lên chùa giữa vớt nấm gơm. Nấm gơm vô là ngon quá trời hả? Nói câu lần sau rồi. Bữa đó có ông Phương mà. Có. Nhiều hình như nghe. Cháu mới nhập đi. Chịu nhậu vậy. Cái bò gì đó, cái trâu. Cái gì? Tôi tưởng trâu cái gì ăn trâu. Cái gì trâu. Rồi, sắp hoàn thành nghe. Còn chẳng ba miếng gạch luôn đó nghe ông Phương. Sao hên xui à? Chuyện kim kìa, chuyện qua chút kìa. Còn gì điện hay gì đó. Rồi còn một tấm gạch cuối cùng thì mấy anh em lót xong cái phần nhà kìa. Phần nhà. Rồi là mình lao. Đây lót sạch hơn bên kia. Sạch hơn. Kia làm như trong cầm hầm. Tại nãy mưa đó. Nhìn cái nền nhà cao quá, nhìn nó rộng quá ha. Tôi đang chạy thương mình không? Ồ, cái chỗ này lọc cũng sạch bon luôn nè chứ. Lao nhiều quần nó mới sạch được, nó còn trắng trắng. Thank you.
con giá ô tô kia. Sắp xong rồi nha quý vị ơi. Gạch này nó sạch quá nè. Chịu lao vừa quét là xong cái nhà luôn. Phải cái nhà mình không gài, không dở chừng mưa, không gài gió, chuyện nó sụp luôn á. Đá này bự bự không sắp im dữ ha. Này làm cái dốc đường đi xuống đi lên. Chạy xe đâu. Ngập lúc hết trơn, nhà này đường đi đường gì nè. Thêm nữa không? Ồ, đây dữ nha. Cái nền nhà của chị bé Tư thì mấy anh thợ làm xong rồi, giờ còn cái đường đi xuống là gọi cái nền nhà. Thôi trời đẹp nha. Mưa nó không gài bão nên lúc hết trơn, nước xung quanh nền các chị nè, ngập hết rồi. Cái nền nhà của chị bé Tư, nhà của chị thì Hạnh làm ngang qua 4 mét nè, dài là 10 mét rưỡi, cái nhà lớn á, nhìn cái hên thang luôn. Đây, chỗ này là khu vực nhà nấu ăn thì Hạnh làm ngang qua 2, dài 5 nó là 10 mét, là tổng cộng nhà lớn với nhà nấu ăn luôn là 52 mét vuông. Nhà của chị thì Hạnh là một phòng khách với hai phòng ngủ, nhà nấu ăn. Còn cái nhà vệ sinh thì anh chị làm ở phía ngoài đó, làm cho rộng rãi cái ngôi nhà luôn. Thì Hạnh trước tiên Hạnh làm trước cái nền nhà, thì còn cái phần đó thì nữa anh chị làm sao. Thì hôm nay đội thợ của Hạnh làm xong cái nền nhà rồi, thì xong thì ngày mai đội thợ sắt của Hạnh sẽ vận chuyển đồ qua gáp cái nhà cho anh chị, nhà tiền chế. Đây là bé con của chị bé Tư nè. Thì gia đình khó khăn đó, thì chị tính định cho bé nghỉ, mà bé thì ham học. Con học giỏi từ hồi năm nào tới giờ? Dạ, lớp 6 giờ, năm nào con cũng có giấy khen. Hồi lớp 1, từ lớp 1 lớp nó không có? Dạ có luôn. Từ lớp 1 luôn phải không? Từ mẫu giáo? Gì dạ, giữ Dình, bé Dình, phải không? Con tên Dình. Dạ. Là học giỏi là từ năm mẫu giáo tới lớp 9. Hiện tại bây giờ bé vô học của trường là học lớp 10. Mà gia đình chị thì khó khăn á, nên bấp bênh không có sợ làm đó, thì tính cho bé nghỉ. Rồi con có ý định, con có muốn đi học lại không? Dạ con thì muốn đi học lại, mà mẹ con thì cũng khó khăn, không có đủ điều kiện để cho con đi học tiếp. Nếu mà có cô chú ủng hộ thì con đi học lại ha. Dạ. Thì cũng có chị ở Mỹ đó, chị Diễm Trân Nguyễn ở Mỹ đó, có nhờ Hạnh hỏi là một năm học của bé bao nhiêu á, đằng chị tài trợ cho bé. Tại vì chị nói thì còn có mấy năm nữa là hết tới 12 rồi, mà giờ cho nghỉ thì thấy tội nghiệp á. Nếu mà ra đường hình đi làm thì cũng biết chữ, giờ biết tính toán cũng dễ hơn. Nếu mà cho có cô chú tài trợ thì con đi học lại ha. Dạ. Thì năm gọi con học lớp 9 là chi phí năm học của con bao nhiêu? Dạ khoảng 1 triệu mấy à. Hơn 1 triệu. Là con học ở ngoài huyện ha, trường ngoài huyện. Huyện Dòng Ghiền, là trường ở ngoài Dòng Ghiền. Bây giờ lên lớp 10 thì chắc lên lớp 10 thì chi phí chắc cũng khoảng 2 triệu, chắc 2 triệu là tiền học chắc đủ rồi ha. Dạ đủ.
Rồi còn tiền quần áo, làm phải mang áo dài rồi hả? Dạ phải mang áo dài. Con có định mai chưa? Dạ con cũng chưa biết, mẹ không biết có chơi định có học tiếp không nên cũng chưa có mai. Có hàm mặc áo dài không? Dạ có. Thường thường thì mấy bé thì mong lên là cấp 3 là được bộ bận bộ áo dài ha. Nếu mà bỏ dài thì mai thì khoảng một bộ là khoảng 500 ngàn. Thì ở quê thì được khổng bé kia cũng nói khoảng 500. Trong một năm thì cũng phải hai bộ áo dài. Tại trời mưa á, ở quê thì mùa mưa là mưa nhiều khi tới mấy ngày trời á, thì một bộ thì không có khô kịp, thì hai bộ. Hai bộ cho 1 triệu đi là khoảng 3 triệu ha. Thì cô hỏi ý định con vậy để mà không biết rồi tài trợ rồi gia đình cho nghỉ thì số tiền của cô chú ủng hộ thì như mình bỏ đó, bỏ phí á, như mình không có học được á là phải hứa là học luôn nha. Dạ. Rồi học thì cô chị đăng clip này lên thì cũng có chị Diễm Trân Nguyễn á, ở Cali, Mỹ có nhờ Hạnh hỏi bé chi phí một năm học bao nhiêu. Thì một năm học thì tiền đóng trong trường á, tiền bảo hiểm này kia thì khoảng 2 triệu với tiền quần áo thì hai bộ dài khoảng 1 triệu. Còn tiền này tiền kia thì chưa có tính đó. Rồi nếu mà cô đăng clip này lên, có cô chú anh chị ủng hộ tiền học của con á, thì cô sẽ lại gửi cho con đặng con kịp vô năm học mới ha. Giờ đó đúng vào đầu tháng 8 rồi, bắt đầu gần tụ trường rồi. Con có nghe nói chuyện nào tụ trường không? Dạ đầu tháng 9 là vào tụ trường. Đầu tháng 9 là nhà trường thông báo hay là sao? Dạ con nghe trường thông báo. Tháng 9 là tụ trường. Rồi thì hôm nay cô quay clip của con ha. Rồi nhà thì cái nền nhà thì mấy anh thợ cũng làm xong rồi nè. Rồi thấy cái nền nhà của con bữa nay sao rồi? Dạ đẹp. Đẹp lắm, mừng không? Dạ mừng. Tại cái lớn rồi mà cái nhà thì không có đó, chỗ ngủ ngơi đó thì thấy cũng tội nghiệp. Bây giờ có nhà rộng rãi rồi, cái nền cũng cao ráo, không có còn bị ngập nữa nè. Xung quanh nhà thì bị ngập hết trơn, mưa hôm gài nè. Chưa tới mùa nước nổi mà ngập rồi đó, nếu mà nước nổi sẽ ngập nữa. Giờ trời cũng tối rồi thì mấy anh thợ của Hạnh thì dọn đồ chuẩn bị về. Thì Hạnh cũng xin phép ông bà, cô chú, chị các bạn Hạnh về. Hẹn gặp lại sau. Xin chào. Rồi chào bé Dình luôn nghe. Tại vì sao mà nhớ bé Dình nào? Tại người anh tên Dữ, Dữ Dình, nên mới nhớ. Nhớ tên của anh mới về nhớ.